Đấu La Đại Lục tập 203 thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đương nhiên Đường Tam chọn Quỷ Đấu La chứ không phải là Cúc Đấu La, còn có một nguyên nhân, Cúc Đấu La có võ hồn kỳ môn thông thiên cúc, từng cố gắng thu đời một Bạch làm đồ đệ. Đường Tam đối với hắn mặc dù không có gì hảo cảm hơn, nhưng cảm giác chán ghét lại không mạnh mẽ như Quỷ Đấu La. Dưới nhiều tác dụng của nhiều nguyên nhân, Quỷ Đấu La trở thành mục tiêu công kích trước tiên của Đường Tam nhờ hãn hải hộ thân cháo lặng yên núp sau lưng quỷ đấu la hải thân chi quang trời phát động hiệu quả so với tiên đoán của đường tam còn tốt hơn ở bốn hướng khác bốn gã phong hào đấu la khi thấy hắn vừa xuất hiện lập tức tập trung tinh thần lực trên người hắn hơn nữa bay nhanh về phía này uy áp cường lực uy hiếp đường tam muốn bằng vào khí tức cường đại tự thân áp bức đường tam không cách nào công kích thậm chí từ trong chấn nhiếp bị bọn chúng ngăn cản công kích đáng tiếc là mặc dù bốn gã phong hào đấu la này ở cùng một chỗ có thể gây ra cho Đường Tam áp lực không nhỏ, nhưng so sánh với áp lực của Hải Thần đệ nhất khảo năm xưa, còn xa mới có thể áp chế Đường Tam. Bằng vào cấp bậc của tinh thần lực mênh mông, Đường Tam căn bản không coi bọn chúng ra gì. Khoảng cách của tên Phong Hào đấu la gần nhất với Quỷ đấu la là hơn 300 thước, 300 thước. Đối với Phong Hào đấu la mà nói thì không là gì cả, chỉ cần một hai lần hô hấp là có thể chạy tới, nhưng đối với Đường Tam mà nói, thời gian một hai lần hô hấp đủ cho hắn hoàn thành rất nhiều chuyện mắt thấy quỷ đấu la dãy ruộng thống khổ dưới hải thần chi quang đường tam trong lòng mừng rỡ hắn biết chỉ là mình nhắm mắt đánh đại mà may mắn chúng được mệnh môn của quỷ đấu la không do dự chút nào hải thần chi quang trong nháy mắt chuyển hướng tam xoa kích ngâm đen đâm thẳng ra quỷ đấu la chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng kim quang nọ làm cho hắn thống khổ đột nhiên rời khỏi thân thể mình nhưng không đợi hắn buông lòng chạy quá xa quang mang mạnh hơn trước gấp 10 lần trong nháy mắt bao phủ khắp nơi tam xoa kích cự đại đã tới trước ngực lúc này chuyện hắn có thể làm chỉ là đưa hai tay lên bắt đầu ngưng tụ toàn bộ hồn lực tự thân cố gắng ngăn cản một kích này hắn biết chỉ cần mình có thể ngăn trở lần này đồng bọn sẽ chạy tới đem kẻ đánh lén trước mắt này bằm thành muôn mảnh nhưng lần này hắn cũng không ngăn cản được hải thần tam xoa kích là một trong tam đại thần khí kim quang tựa như gợn sóng lưu truyền đây là chân chính thần khí chỉ phóng ra hải thần chi quang là quỷ đấu la đã bị thương nặng thân thể hắn làm sao ngăn cản được chứ trên lưỡi kích khí thế mạnh mẽ năng lực phá ma phóng xuất quỷ đấu la chỉ cảm thấy trên song trưởng hồn lực ngưng tụ phát triển mạnh mẽ dĩ nhiên lướt qua hai bên hải thần tam xoa kích trong khoảnh khắc cảm giác lạnh như băng lan khắp toàn thân kim quang nọ đã từ phía sau lưng hắn trổ ra không cúc đấu la mắt thấy lưỡi kích hoàng kim to lớn ló ra sau lưng quỷ đấu la kim quang mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn ra từng phân từng tấc trên thân thể quỷ đấu la không khỏi điên cuồng giống giận tốc độ tự thân đạt tới cực hạn võ hồn kỳ môn thông thiên cúc trong tay đã bay ra ngoài ném thẳng tới đường tam nhưng hắn minh bạch lúc này tất cả đều đã chậm một thân đấu la quỷ mị đã không thể còn sống nữa trên thân hắn phát tán ra tử khí phá nát lưng trong nháy mắt tan thành mây khói thân thể quỷ đấu la đã hoàn toàn sững lại không thể nhúc nhích hải thần tam xoa kích nặng một vạn tám ngàn cân không kể quỷ đấu la nghênh đỡ kích khi thân thể đã bị hải thần chi quang ăn mòn tự thân gần như tán loạn dù hắn đang trong trạng thái tốt nhất muốn dùng nhục trường ngăn cản hải thần tam xoa kích cũng hoàn toàn không có khả năng Hồn lực Đường Tam so với hắn không yếu hơn bao nhiêu, lực lượng lại càng hơn xa hắn. Hơn nữa Hải Thần Tam xoa kích toàn bộ uy năng phóng thích, cho dù là Đường Thần từng là đại lục đệ nhất cường, già cũng phải dùng thần khí phẩm chất cùng loại mới có thể ngăn cản. Thân thể Quỷ Đấu La tịnh hóa trong Hải Thần chi quang cuồng phóng, hóa thành một làn khói đen bay thẳng lên không. Một khối hồn cốt mỏ đen trên người hắn rơi xuống, Hải Thần Tam xoa kích thu về, móc câu trên lưỡi kích nhỏ bên trái đúng lúc móc vào khối hồn cốt, cùng lúc phát động thuấn di. Sau khoảnh khắc đường tam đã ở ngoài trăm thước hắn không đến gần hai vị xâm lâm chi vương mà bay nhanh về phía sau bởi vì nếu hắn công kích về phía trước thì mục đích cứu viện sẽ bại lộ nhưng khi bại lộ lại gặp phải sự vây công của bì bì đông cùng bốn tên phong hào đấu la nhưng lui về sau sẽ không gặp chẳng những lấy tiến một bước mở rộng khoảng cách mà còn làm cho đối thủ sinh ra nghi hoặc mục đích của hắn từ việc bì bì đông không kịp thời ra tay là có thể nhìn ra nàng sợ bọn đại minh nhị minh bên kia xuất hiện biến hóa mấy tiếng nổ bộc phát từ vị trí lúc nãy của đường tam nhất là kỳ môn thông thiên cúc toàn lực ứng phó làm cho phạm vi xung quanh hóa thành một cái hố sâu thật lớn lão quỷ cúc đấu la thê thảm kêu lên to nhất nhào tới vị trí lúc trước quỷ đấu la bị giết nước mắt trào ra hắn cùng quỷ đấu la sống với nhau hơn 60 năm thời gian một giáp cảm tình của họ thâm sâu thậm chí còn hơn thân sinh huynh đệ lúc này mắt thấy quỷ đấu la bạo hóa hơn nữa hải cốt không còn cúc đấu la vô cùng thống khổ bất luận là đối với cúc đấu la hay đối với người khác mà nói tất cả phát sinh quá nhanh nhanh đến mức hiện tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại từ khi người trong lớp áo choàng xuất hiện cho đến khi quỷ đấu la bị giết chỉ thoáng qua như tia chớp miểu sát một vị phong hào đấu la đây là chuyện bất khả tư nghị biết bao cho dù là đánh lén bọn họ cũng hoàn toàn chưa từng nghe thấy bì bì đông dù thực lực mạnh mẽ nhưng nếu như nàng muốn miểu sát một cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng cần phải vận dụng đến hồn kỹ cực mạnh của mình mới có cơ hội đường tam có thể làm được tự nhiên không phải vì thực lực hắn cao hơn bỉ bỉ đông có trình độ rất lớn mà là nhờ vào vận khí hải thần tam xoa kích đối với quỷ đấu la khắc chế rất là nghiêm trọng thêm vào đánh lén sau lưng nhờ vậy mới hành động chỉ một lần là thành công đương nhiên quỷ đấu la không biết về hải thần tam xoa kích đó mới là nguyên nhân trọng yếu dẫn tới thành công thuấn di trong khoảnh khắc thân thể đường tam một lần nữa biến mất trong rừng rậm làm ngân lĩnh vực mở ra phạm vi nhỏ che giấu khí tức hắn dễ như trở bàn tay đồng thời dưới sự khởi động hãn hải hộ thân cháo một lần nữa hắn lại ẩn thân không nhìn tới khối hồn cốt của quỷ đấu la rơi xuống chỉ thu rất nhanh vào trong túi như ý bách bảo cầm hải thần tam xoa kích trong tay đường tam lặng lẽ từ một bên đi ra vì sợ bì bì đông phát hiện hắn đem tinh thần lực nội uẩn dưới sự bảo vệ của hãn hải hộ thân cháo cho dù có hải thần đấu la ba tái tây ở đây chỉ cần hắn không công kích cũng khó bị phát hiện quỷ đấu la bị giết bì bì đông cũng thất kinh lúc trước nàng vẫn phòng đoán khó có người nào có thể ngăn cản mình vây bắt hai vị xâm lâm chi vương nhưng một tên trưởng lão bị giết trong nháy mắt lại là quỷ đấu la có năng lực võ hồn dung hợp kỹ nhất thời làm cho nàng tuy đang giận dữ nhưng trong lòng đề cao cảnh giác hơn tinh thần lực tập trung trên người hai vị xâm lâm chi vương trong nháy mắt khuếch tán ra cảnh giác tìm kiếm đồng thời lệnh cho bốn vị phong hào đấu la trở lại bên cạnh mình lần hành động này đã tổn hại hai vị phong hào đấu la mặc dù bỉ bỉ đông không quan tâm đến tính mạng bọn họ nhưng đây là lực lượng quan trọng nhất của võ hồn đế quốc, cho nên không khỏi động tâm. Bệ hạ, lão quỷ hắn. Ngài nhất định phải báo thù cho hắn na. À? Luôn luôn tuân lệnh bì bì đông lúc này cúc đấu la có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Mặt khác ba gã phong hào đấu la kia cũng yên lặng nhìn bì bì đông, trong lòng có chút cảm giác thố tử hồ bi. Nguyệt quan trưởng lão bình tĩnh một chút, bản lãnh quỷ trưởng lão ta cũng khó qua được, người này thực lực rất mạnh có khả năng không dưới ta các ngươi không nên rời khỏi ta quá mười thước hết thảy cẩn thận chúng ta trước hết giết chết hai tên sâm lâm chi vương để tránh đêm dài lắm mộng trong thanh âm bì bì đông bao hàm tinh thần lực dưới âm ba trùng kích bốn vị võ hồn để quốc tinh thần bình tĩnh lại thần xác trên mặt cúc đấu la cũng bình phục vài phần nhưng vẻ oán độc trong ánh mắt càng thêm dày đặc một quang sắc bé nhìn tứ phía chỉ hận không sao đánh chết được con người quỷ mị kia bằng thành môn mảnh đường tam lui xa xa về phía sau vẫn không liên lạc cùng đại minh nhị minh cũng không tiếp tục phát động công kích mắt thấy bì bỉ đông dẫn theo bốn gã phong hào đấu la cẩn trọng bước tới hai đại thần thú hắn vẫn bất động lặng lặng đợi chờ đại minh nhị minh tận mắt thấy quỷ đấu la bị đánh chết bọn họ là hồn thú nên đối với mùi vị đặc biệt mẫn cảm dù đường tam tay cầm hải thần tam xoa kích thân thể bị áo choàng che phủ nhưng bọn họ lập tức nhận ra mùi vị của đường tam ánh mắt hai đại thần thú nhất thời sáng lên đây gọi là theo hoa trên gấm tặng than ngày tuyết trong lúc bị cao thủ võ hồn điện bao vây đường tam có thể kịp thời chạy tới khiến cho hai đại thần thú đã gần như tuyệt vọng lại cảm thấy ấm áp trong lòng bọn họ càng hiểu được tiểu vũ cũng không có chọn lầm người mà thực lực đường tam thể hiện ra cũng là bọn hán thất kinh quang mang phát ra trên hải thần tam xoa kích ngay cả bọn họ cũng không khỏi kinh sợ trong lòng hy vọng tăng lên đại minh và nhị minh liếc nhìn nhau từ ngã ngồi chuyển thành phủ phục nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động bắt đầu ngưng tụ trên người họ đây gọi là con rết trăm chân chết cũng còn ngọ nguậy càng huống chi là 10 vạn năm hồn thú cường đại. Mặc dù bọn họ thụ thương rất nặng, nhưng dưới tình huống tiềm lực tiêu hao, hơi thở mỗi người đang tán loạn một lần nữa ngưng tụ trở lại. Đường Tam xuất hiện làm cho bọn họ hy vọng trở lại, cũng lại có lòng tin. Không phải là tin tưởng sẽ được sinh tồn, chỉ là tin tưởng không phải trở thành hồn hoàn của Bì Bì Đông. Sắc mặt của Bì Bì Đông sau lớp giáp sắc màu tím hết sức khó coi. Vốn kế hoạch hoàn mỹ vì sự xuất hiện bất, thình lình của địch nhân đã bị phá hư, hiện tại nghĩ đến chuyện hai đại thần thú bị độc phát, mà chết là không thực tế. Hơn nữa địch nhân có thể âm thầm chạy thoát khỏi tinh thần lực dò xét của mình. Thực lực có thể nghĩ, vạn nhất sau cùng, hắn đột nhiên ra tay ai đánh chết hai đại thần thú, hay chỉ một tên, chính là tổn thất cho mình. Người kia tốc độ rất nhanh, lại còn có thể ẩn thân, lực công kích mạnh như vậy, rất có thể là một mẫn công hệ phong hào đấu la. Nhưng trong ấn tượng của bì bì đông, mẫn công hệ cũng không có cường giả như vậy. Hải thần tam xoa kích đồng dạng cũng làm cho nàng rung động, nàng đã tiếp cận cảnh giới này rồi đối với khí tức thần thánh cũng là tràn ngập bài xích có thể thấy kim sắc tam xoa kích nọ là thần khí điểm ấy không thể nghi ngờ một mặt hướng phía trước mặt khác bỉ bỉ đông dùng thần lực truyền vào tai bốn gã phong hào đấu la chờ ta công kích hai tên xâm lâm chi vương các người thủ hộ bốn phía bất luận người kia từ phương hướng nào xuất hiện các người nhất định phải ngăn trở hắn cho đến khi ta giết chết hai tên xâm lâm chi vương đã hiểu chưa quỷ đấu la chết là do bị đánh lén cùng thuộc tính tương khắc các ngươi không cần sợ dưới tình huống có sự chuẩn bị người kia có muốn đánh chết các người cũng tuyệt không dễ dàng đừng làm nhục thân phận phong hào đấu la của các người thực lực càng mạnh phán đoán đối thủ càng chính xác bỉ bỉ đông nhìn rất đúng đường tam tuy mạnh nhưng muốn đánh lén dưới tình huống bốn gã phong hào đấu la có sự chuẩn bị là không có khả năng Miểu sát phong hào đấu la không phải là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể làm đu năm người võ hồn đế quốc dần dần đến gần chỗ đại minh nhị minh không ngừng phát ra tiếng gào trầm thấp chung quanh thân thể nhị minh khởi lên hoàng sắc quang mang thanh quang trên người đại minh lóe ra nhất là hai cái sừng trên ngưu thủ phát ra từng vòng thanh sắc bì bì đông thần sức hết sức ngưng trọng đối mặt với sự phản công của hai đầu mực vạn năm hồn thú nàng cũng không thể không cẩn thận càng huống chi bên cạnh vẫn còn một địch nhân giấu mặt thân thể nhoáng lên thân người bì bì đông hạ thấp xuống bỏ xổm tới từ hắc sắc trên người lan tràn trong chớp mắt cả người đã hóa thành hình một con nhện khổng lồ lông xanh trên tám cái chân nhện hóa thành tử sắc trên dưới toàn thân phát ra một tầng tử sắc quang mang mờ nhạt đi qua nơi nào thì nơi ấy bị cháy vàng bốn vị phong hào đấu la đi xung quanh nàng đồng thời lui ra hai bước tránh xa tử quang trên người nàng đây chính là võ hồn chân thân của bì bì đông tử vong chu hoàng tử quang trong nháy mắt biến thành mãnh liệt mà đến đệ bắt hồn hoàn màu đen trên người bì bì đông trượt lóe sáng tử quang trói mắt ngưng đọng bên trái thân thể nàng trong quang ảnh lóe lên xuất hiện một tử vong chu hoàng giống bản thể của nàng như đúc đây chính là đệ bắt hồn kỹ của đệ nhất võ hồn của bì bì đông hiệu quả của chu hoàng phân thân lấy hồn kỹ chế tạo một cái phân thân có uy lực 100% như bản thể không có trí tuệ phải điều khiển trăm phần trăm uy lực này không chỉ là thân thể mà cũng bao gồm hồn kỹ đương nhiên chỉ là bảy cái hồn hoàn trước mà thôi không bao gồm cả hai cái đệ bát và đệ cử hồn kỹ dưới sự khống chế của bì bì đông chu hoàng phân thân từ thân thể bắn ra phía trước gia tốc cùng với bản thể bì bì đông tựa như hai đạo tử sắc huyễn ảnh lao về phía đại minh nhị minh đệ tam hồn hoàn lóe sáng hai cái chu võng màu tím đồng thời phun ra mang theo tử khí dày đặc về hướng đại minh nhị minh chu võng nọ trong không trung nhanh chóng quếch trương đại minh nhị minh mặc dù thân thể khổng lồ nhưng khi chu võng tới bên người họ diện tích đã đủ để quấn trọn bọn họ cùng lúc đó đệ tứ hồn hoàn cũng phát sáng lên trên người bàn thể bì bì đông cùng chu hoàng phân thân những cây gai nhọn màu tím chiều dài hơn một thước mọc ra rậm rạp khắp trên hai cái thân thể giáp sắc màu tím trên người cũng đặc biệt biến hóa rất nhiều đây là đệ tứ hồn kỹ của nàng kinh chu khải đây là một kỹ năng phòng ngự đơn thể đồng thời có thêm gai nhọn kịch độc dưới tình huống này bỉ bỉ đông đã xuất ra toàn lực tuy công kích nhưng cũng không quên để lại nửa phần phòng ngự ngay lúc này thân thể bỉ bỉ đông đang tiến tới bỗng nhiên dừng lại bởi vì tinh thần lực nàng vẫn phóng thích ra đột nhiên cảm nhận được hai cỗ tinh thần ba động xuất hiện trong phạm vi dò xét của mình hơn nữa hai cỗ tinh thần ba động chính là nối liền với đại minh nhị minh tinh thần lực đột nhiên xuất hiện này có cấp độ cực cao dù là bốn gã phong hào đấu la kia cũng không thể phát hiện càng không thể chặt đứt hắn muốn làm gì đây là ý nghĩ không thể đè nén xuất hiện trong lòng bì bì đông vốn lúc trước thân thể đang lao tới bất chợt dừng lại trong khoảnh khắc nàng chứng kiến rõ ràng nhãn quang hai đại thần thú đều phát sáng lên ngay sau đó hai luồng quang mang màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện từ phía sau bọn họ trong không trung nháy mắt khoách tán ra vừa lúc chặn lại hai phiến chu võng do nàng phóng thích lấy chu võng đối chu võng chính là chu võng thúc phược của đường tam công kích đã phát động thân hình đường tam cũng đồng thời xuất hiện ra nhưng chỉ trong nháy mắt đường tam đại minh nhị minh đồng thời phát động lúc này đây thân thể đường tam xuất hiện trực tiếp là màu vàng lam quang mang vàng lam phóng xuất ra như che kín cả đất trời trong khoảnh khắc làm cho xung quanh biến thành một biển vàng lam chính là lam ngân lĩnh vực kỹ năng xâm la vạn tượng đại minh nhị minh cùng gào thét lên trì hoãn lĩnh vực trọng lực khống chế lĩnh vực cũng đồng thời phóng xuất ra Quang mang hai màu xanh vàng nương theo lam ngân lĩnh vực đồng thời phóng xuất, bất luận là bỉ bỉ đông hay bốn gã phong hào đấu la, lập tức cảm giác được toàn thân như ngưng động lại. Dưới sự phóng xuất toàn lực của đại minh nhị minh, tốc độ di chuyển của bọn chúng toàn bộ phương vị đều giảm xuống. Công kích! Bỉ bỉ đông nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù nàng mang đến sáu gã phong hào đấu la, nhưng sáu tên này đều không có lĩnh vực, chỉ mình nàng có năng lực lĩnh vực. Từ trên người nàng tử quang mãnh liệt tràn ra, muốn lấy lĩnh vực chọi với lĩnh vực nhưng là bì bì đông đã không thể xính cường được nữa tử quang nàng phóng thích ra bị một cỗ khí tức sinh mạng mênh mông ngăn cản thật sự không thể lan tràn đến dưới chân đại minh nhị minh đúng là năng lực lĩnh vực bì bì đông rất mạnh tuyệt đối vượt qua đường tam cùng hai đại thần thú nhưng là lấy một trọi ba hơn nữa là đối mặt ba loại lĩnh vực bất đồng trong lúc nhất thời nàng cũng không khỏi bị áp chế huống chi nơi này là tinh đấu đại xâm lâm chính là hoàn cảnh phát huy tốt nhất của lam ngân lĩnh vực năng lực lĩnh vực của nàng hoàn toàn bị ngăn trở đồng thời trong thế giới màu vàng lam cũng mất đi bóng dáng đường tam cùng đại minh nhị minh lĩnh vực của bì bì đông tên là tử vong lĩnh vực tử vong chu hoàng thiên phú hiệu quả lĩnh vực cực kỳ cường hãn đạt tới tu vi của nàng lĩnh vực tổng cộng có ba đại hiệu quả toàn bộ thuộc tính tăng phúc tự thân tăng phúc 10%, toàn bộ thuộc tính địch nhân hạ thấp 20%, trong phạm vi đó không cách nào thi triển bất cứ kỹ năng ẩn thân thuấn di đồng thời tự thân tinh thần lực uy hiếp tinh thần cường độ gia tăng 20%, tinh thần lực đối thủ yếu đi 20%, mà hiệu quả đáng sợ nhất là tạo ra môi trường kịch độc. Trong phạm vi lĩnh vực có thể đạt được, toàn bộ tràn ngập kịch độc tử vong Chu Hoàng siêu cường ăn mòn cùng khuếch tán, còn có thể hạ thấp tốc độ đối thủ 10%. Một khi chúng độc, thân thể sẽ không ngừng suy yếu cho đến tử vong. Nếu như tác dụng trong chiến tranh, đối với binh lính bình thường mà nói, đó chính là gặp phải tai nạn vậy. Đại Minh Nhị Minh lúc trước cũng bởi vì nếm qua lĩnh vực này mà thảm bại hơn nữa bì bị, bị đông bản thân kỹ năng công kích mạnh mẽ mới làm cho bọn họ hiện tại lâm vào cảnh này bất luận nói như thế nào lĩnh vực rộng lớn cũng phải đem đối thủ bao phủ bên trong mới có thể sinh ra hiệu quả làm ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng mượn tính mệnh vô số loài thực vật bên trong tinh đấu đại xâm lâm tạo nên một tầng lá chắn sinh mệnh cũng vừa lợi dụng sinh mệnh lực cường hãn đem khí tức tử vong của tử vong lĩnh vực ngăn cản bên ngoài dưới ảnh hưởng của trì hoãn lĩnh vực cùng khống chế trọng lực lĩnh vực lĩnh vực của bỉ bỉ đông vốn đã bị chế ước rất lớn lĩnh vực của đại minh nhị minh đồng dạng uy lực cường hãn chẳng những có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh thể đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến năng lượng thể tam đại lĩnh vực đồng thời phóng thích chẳng những làm cho bốn vị phong hào đấu la tạm thời không phát huy được thực lực vốn có đồng thời cũng chế trụ lĩnh vực của bỉ bỉ đông bỉ bỉ đông không có liều lĩnh một màn đường tam đánh chết quỷ đấu la để lại cho nàng ấn tượng quá sâu mặc dù lĩnh vực của nàng không thể khắc chế đối phương nhưng làm ngân lĩnh vực của đường tam cũng bị nàng ngăn cản, không cách nào đem nàng bao phủ bên trong. Nhưng là lòng của nàng cũng có chút rối loạn, tinh thần khí tức của nàng tập trung trên người đại minh nhị minh bị lam ngân lĩnh vực bao phủ đồng thời mạnh mẽ cắt đứt. Nói cách khác, nàng đã mất đi phán đoán về vị trí của hai đại thần thú. Tình hình trước mắt đương nhiên là do đường tam kiến tạo ra, kỳ thật. Đường Tam trong lòng khiếp sợ so với Bì Bì Đông cũng không kém chút nào. Lúc trước nhìn thấy Bì Bì Đông, chỉ nghĩ vị này là võ hồn điện giáo hoàng thực lực rất cường đại. Nhưng tột cùng là đến trình độ nào, thì hắn cũng không biết nhưng cũng nghĩ là thực lực phong hào đấu la dù sao tuổi nàng so với đại sư cũng không sai biệt lắm nhưng là lần này gặp lại tinh thần lực đường tam đã tăng lên đến hạo hãn cảnh giới kỹ lại nhất thời đã phát hiện ra được đầu mối bì bì đông dù đang tận lực che giấu khí tức của mình nhưng lại có được cấp độ tinh thần lực ngang nhau trước mặt đường tam nhưng lại không có cách nào ẩn thân đường tam rõ ràng cảm giác được hồn lực của bì bì đông ít nhất cũng cao tới 98 cấp dù là vẫn kém hải thần đấu la ba tái tây nhưng cũng không cách biệt quá xa coi tuổi tác của nàng mà có thể đạt được trình độ như vậy đường tam rung động ra sao có thể nghĩ được nếu như không phải bì bì đông có được thực lực cường hãn như vậy nói đại minh nhị minh chỉ là đối mặt với sáu gã phong hào đấu la ở trong tinh đấu đại xâm lâm tuy không dễ chiến thắng nhưng chạy trốn cũng không thành vấn đề bất quá thực lực bì bì đông tuy mạnh nhưng nàng gây cho đường tam cảm giác lấy năng lực khống chế là chính lực công kích so với hải thần đấu la ba tái tây còn xa mới bằng được trọng yếu nhất là đường tam ở trong tối còn nàng ở ngoài sáng bỉ bỉ đông vừa hận vừa kiêng kỵ hải thần tam xoa kích trong tay đường tam mượn thiên thời địa lợi đường tam tại thời khắc tốt nhất xuất ra làm ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng của mình lúc này mới một lần hành động mà cắt đứt được sự định vị của bỉ bỉ đông với hai đại thần thú muốn chạy không có dễ dàng như vậy bỉ bỉ đông giận quá hóa cười thân thể hơi chớp lên thu hồi võ hồn chân thân của mình nhưng phân thân tử vong chu hoàng vẫn thủ hộ bên người như cũ giáp xác màu tím đen nhanh chóng thối lui trong nháy mắt công phu nàng khôi phục lại bộ dáng cao quý trước kia trên trán chu võng hoa văn màu tím đen phát sáng lên ngay sau đó lĩnh vực chung quanh thân thể nàng lại một lần nữa khoét trương đem bốn gã phong hào đấu la bao phủ bên trong vì bọn chúng mà khu chửi ảnh hưởng của lam ngân lĩnh vực đồng thời thân thể bì bì đông lại biến hoa văn trên trán chu võng trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm một tầng quang mang màu xanh sẫm trong suốt từ trên người lan tràn ra lúc này đây hai chân nàng không có biến hóa nhưng sau lưng lại xuất hiện ba đôi chù thối màu xanh sẫm song trưởng cũng biến thành cùng loại trường mâu màu xanh sẫm nửa người dưới hoàn toàn bị một tầng quang mang màu xanh sẫm bao phủ ngũ hắc nhị hồng bảy cái hồn hoàn chỉnh tề xuất hiện trên người nàng đệ tam hồn hoàn trên người đồng thời phát sáng lên không sai đây là đệ nhị võ hồn của bì bì đông song sinh võ hồn của nàng cùng song sinh võ hồn của đường tam có phân biệt rất lớn Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Truy của Đường Tam không có bất cứ cái gì liên hệ với nhau. Một cái là thực vật hệ võ hồn, một cái là khí võ hồn cường đại. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không giống như vậy. Hai cái võ hồn của nàng đều là Ma Chu, so với nhân diện Ma Chu mà Đường Tam từng trông thấy, lại càng tốt hơn. Chân chính Chu Hoàng từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là Đế Vương tôn sư hồn thú của các loại côn trùng. đệ nhất võ hồn chính là tử vong Chu Hoàng, mà đệ nhị võ hồn của nàng chính là phệ hồn Chu Hoàng. Từ hồn hoàn trên người nàng lúc này mà nhìn thì có thể thấy đệ nhị võ hồn là sau khi đệ nhất võ hồn đạt tới cử hoàn mới bắt đầu hấp thụ nương theo đệ tam hồn hoàn trượt hiện đệ tam hồn kỹ của đệ nhị võ hồn vệ hồn chu hoàng của bì bì đông phát động từng tầng quang mang màu xanh sẫm từ dưới chân nàng lan tràn ra ngàn vạn lần đừng tưởng đây chẳng qua chỉ là một cái đệ tam hồn kỹ trên thực tế lúc trước đã có cử hoàn võ hồn sau lại hấp thu võ hồn cho đệ nhị hồn hoàn một cái hồn hoàn đều là từ năm vạn năm tu vi trở lên uy lực không kém chút nào so với đệ bắt hồn kỹ của đệ nhất võ hồn bởi vậy, Bì Bì Đông lúc này tuy trên người chỉ có 7 cái hồn hoàn, nhưng thực lực của đệ nhị võ hồn này so với đệ nhất võ hồn có 9 cái hồn hoàn còn mạnh hơn, nhưng hồn lực là không thay đổi. Một màn quỷ dị xuất hiện, dù là lam ngân lĩnh vực của đường Tam cũng không có cách ngăn cản quang mang màu xanh sẫm tràn ra. Theo quang mang màu xanh sẫm lan tràn, kịch liệt run rẩy mà đến, từng con nhện độc màu xanh sẫm thân thể chừng nửa thước bắt đầu từ phía dưới bỏ ra. Thân thể nhện độc xanh sẫm đó coi có chút hư ảo, nhưng chúng không phải do số lượng hình thành, mà là do tụ tập tử khí dưới ảnh hưởng của hồn kỹ bì bì đông mà thành. Tinh đấu đại xâm lâm là một nơi mạnh sống yếu chết, mỗi ngày sẽ có vô số hồn thú vì tàn sát lẫn nhau mà chết đi. Hồn kỹ của bì bì đông chính là hấp thụ tử khí đó mà hóa thành ma chu có tử phong kịch độc. Ma chu này số lượng thật sự rất nhiều, ở đâu cũng có, bắt đầu bạ động bay nhanh ra, điên cuồng tiến lên trong rừng rậm dưới sự khống chế tinh thần lực của bì bì đông tìm kiếm tung tích của đường tam cùng hai đại thần thú đây là đệ tam hồn kỹ của đệ nhị võ hồn của bì bì đông ma chu triệu hoán có lẽ bọn ma chu này không tìm thấy trạng thái ẩn thân của đường tam nhưng kịch độc của bì bì đông trên người thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng rất dễ dàng bị chúng nó ngửi được mùi bì bì đông không thấy rõ làm ngân lĩnh vực nhưng bằng vào bọn ma chu này nàng có thể một lần nữa xác định được vị trí của hai đại thần thú đến lúc đó nàng tuyệt sẽ không cấp cho đường tam cơ hội mê hoặc của mình lần thứ hai. Bỉ bỉ đông không thấy được đường tam, đường tam tuy ở trong lam ngân lĩnh vực nhưng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Mặc dù bỉ bỉ đông dùng lĩnh vực của mình để bảo vệ cho đồng bọn không bị ảnh hưởng của lam ngân lĩnh vực, nhưng thông qua lam ngân lĩnh vực, tinh thần lực của đường tam lại phát huy tới trình độ lớn nhất, toàn diện quan sát bọn chúng. Trực tiếp chống lại là không thực tế, mục đích của đường tam vốn chỉ là cứu đi đại minh nhị minh, mắt thấy bốn phía bắt đầu xuất hiện ma chu, đường tam hử lạnh một tiếng, muốn công kích ta sao hải thần chi quang đúng là khắc tinh của ma chu do triệu hoán khí tức tử vong mà nếu như ta phát động công kích chẳng phải là ngươi có cơ hội phát hiện ta sao người có ma chu chẳng lẽ ta không có trợ giúp sao đừng quên nơi này chính là tinh đấu đại xâm lâm trên mặt đất từng cây lam ngân thảo bắt đầu sinh sôi nảy nở hóa thành dây leo dài tựa như sóng biển tràn lên cuốn tới ma chu một số gốc lam ngân thảo nhanh chóng biến hóa đương nhiên không đủ vây khốn sinh vật cường hãn hung tàn này nhưng nếu là mười gốc thì sao dưới sự kích thích của khí tức của lam ngân hoàng đế hoàng lam ngân thảo trong tinh đấu đại xâm lâm có được sinh mệnh lực bắt đầu phát động tấn công bỉ bỉ đông triệu hoán ma chu số lượng tuy nhiều nhưng làm sao có thể so sánh với lam ngân thảo trong tinh đấu đại xâm lâm lam ngân thảo khí tức sinh mệnh mênh mông chính là khắc tinh của ma chu từng cây thôn vệ kim ti cũng bay nhanh rơi vào thân ma chu rút ra năng lượng của chúng bổ sung lại cho hai đại thần thú dưới sự trợ giúp của hai gốc lam ngân hoàng quấn quanh đại minh nhị minh rất nhanh đến bên cạnh đường tam bọn họ sau khi phát động lần công kích sau cùng lúc này đã không còn bao nhiêu khí lực chỉ có thể tùy ý đường tam sắp xếp đường tam hiểu được trọng lực khống chế lĩnh vực cùng trì hoãn lĩnh vực của đại minh nhị minh không duy trì được trong thời gian quá dài một khi hai lĩnh vực này mất đi tác dụng chỉ còn dựa vào lam ngân lĩnh vực của mình khó có khả năng ngăn cản được bỉ bỉ đông muốn chạy phải chạy bỉ bỉ đông cũng không chịu nổi gầm nhẹ một tiếng toàn thân hiện lên một tầng quang mang quang mang màu xanh sẫm vốn đang ảm đạm một lần nữa lại khôi phục trong tiếng kêu rên đồng thời lui về phía sau một bước. Bỉ bỉ đông, đương nhiên không phải bị hồn lực của đường tam công kích lui về phía sau, mà chính là hải thần chi quang làm cho nàng cảm giác nóng cháy. Đây chính thức là oai lực của thần khí hải thần tam xoa kích. Đường tam va chạm, với bỉ bỉ đông thi triển ra đệ nhị võ hồn đệ nhất hồn kỹ. Mặc dù, bởi vì hồn lực không đủ để thương tổn nàng, nhưng có khả năng đánh lui bỉ bỉ đông, cũng đủ để hắn tự hào. Hắn phán đoán không sai, hiện tại bỉ bỉ đông quả thật đã đạt tới thực lực đỉnh cao đấu la hồn lực của nàng không phải 98 cấp, mà là 99 cấp. Nếu như không phải có một phần hồn lực trước mắt nàng không dám sử dụng thì đã khác. Nếu nàng sử dụng toàn bộ thực lực chỉ sợ so với hải thần chi quang càng thêm kinh khủng, dù sao nơi này cũng là lục địa. Chẳng qua, bỉ bỉ đông mặc, dù bị đường tam đánh lui, nhưng nàng cũng đồng thời tập trung tinh thần vào vị trí của đường tam. Với kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn nữa thực lực cường đại, nàng bộc phát ra tử vong lĩnh vực ăn mòn từng chút làm ngần lĩnh vực của đường tam hai người hai lĩnh vực lại khác biệt ít nhất một cấp bậc nguyên nhân chính là do hồn lực gây nên mất đi chỉ hoãn lĩnh vực và trọng lực khống chế lĩnh vực phụ trợ làm ngân lĩnh vực của đường tam sâm la vạn tượng tan giã rất nhanh lúc này căn bản không cần bì bì đông phân phó tứ đại phong hảo đấu la đã được bì bì đông sử dụng tinh thần lực chỉ dẫn thẳng hướng đường tam vọt tới đối mặt với ngũ đại cường giả lúc này đường tam lại không có chút nào kinh hoàng giống như chính lời hắn nói hắn đã không giống như đường tam lúc trước bạn đang xem đấu la đại lục được thuyết minh tại kênh youtube di phim từ hải thần đảo trở về là lúc hắn chính thức phát triển trở thành một trong những cường giả đương thời muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy là người được thần lựa chọn làm người thừa kế năng lực của hắn vượt xa hồn lực trước mắt kim quang trên hải thần tam xoa kích cũng không biến mất sau khi phát động công kích ngược lại kim quang càng trở nên mãnh liệt vô số kim quang phát từ hoa văn trên bề mặt hải thần tam xoa kích một lưỡi kích thật lớn trong suốt nhiều thủy tinh màu vàng tỏa ra ánh sáng kim sắc dần dần được hình thành. Đường Tam lấy chân trái làm trục, thân thể nhanh chóng tại chỗ xoay tròn một vòng, dùng bắp chân đỡ lấy bắp đùi, lại kéo theo phần eo, lưng của mình, cuối cùng lực tập trung vào cánh tay. Ở trong tay của hắn sức nặng 10 vạn 8 nghìn cân của Hải Thần Tam xoa kích, giống như lưu tinh cản nguyệt rất nhanh bay thẳng đến bốn gã phong hào đấu la đang lao tới. Khi Hải Thần Tam xoa kích rời khỏi tay, trong nháy mắt lâm ngân lĩnh vực của Đường Tam biến thành kim sắc, lúc này tử vong lĩnh vực của bì bì đông đã bị uy năng của lam ngân lĩnh vực gia nhập hải thần tam xoa kích mạnh mẽ chèn ép đẩy lui cẩn thận bì bì đông khẽ kêu một tiếng bất chấp công kích của đường tam thân hình trượt lóe đã phóng tới trước bốn gã thủ hạ bên người nàng không chấp nhận được chuyện có bất cứ tổn thất nào song trường biến thành chu mâu trong nháy mắt xảy ra biến hóa biến thành một đôi lưỡi hái màu đen thật lớn trực tiếp nghênh đón hải thần tam xoa kích bốn vị phong hào đấu la cũng không phải kẻ ngốc mắt thấy giáo hoàng đại nhân thập phần coi trọng đòn tấn công màu kim quang này hơn nữa lại sử ra vũ khí từng giết quỷ đấu la trong nháy mắt bọn họ không chút do dự lập tức phóng xuất kỹ năng đơn thể công kích tập trung hướng về phía kim sắc trói lọi từ tam xoa kích đang lao tới bì bì đông hai cánh tay đã biến thành hai lưỡi hái lớn chính là do hai hồn cốt ở hai cánh tay biến thành hai khối hồn cốt này có được chính là từ một đầu mười vạn năm tu vi tử vong chu hoàng mà lấy được từ một hồn thú rơi ra hai khối hồn cốt tuyệt đối là chuyện hy hữu hai khối hồn cốt này là do nàng sử dụng thủ đoạn công kích sát tử trong một chiêu lúc này đối mặt hải thần tam xoa kích nàng mới không chút do dự mà sử dụng so về hồn lực đường tam đương nhiên không phải là đối thủ của bì bì đông thậm chí luận võ hồn hồn hoàn hắn cũng đều cách biệt khá xa nhưng là hắn đã có một cái mà bì bì đông không có ưu thế của hắn đó chính là thân phận người thừa kế của hải thần lúc trước chỉ bằng vào hải thần tam xoa kích phát ra thần thánh quang nhận bỉ bỉ đông mới có thể bằng vào tu vi cường hãn của mình mà ngăn trở nhưng trước mắt chính là hải thần tam xoa kích bản thể công kích làm sao có thể dễ dàng ngăn trở như vậy hải thần tam xoa kích sức nặng bản thân nó đạt tới trình độ kinh khủng mười vạn tám nghìn cân hơn nữa đường tam sử dụng hồn lực cùng hải thần chi quang thì hiện ra bản thể năng lực hải thần tam xoa kích phá ma phá tà phá diệt tam đại hiệu quả đồng thời xuất hiện đường tam bây giờ còn không thể phát huy ra uy lực hoàn chỉnh của nó nhưng bằng vào một kích đánh cuộc này công kích được ăn cả ngã về không này vẫn là cực kỳ kinh khủng tiếng nổ lớn nương theo đó là kim quang lấp lóe oai lực thần khí rung động toàn trường bốn gã phong hào đấu la gần như bị đồng thời đẩy lui bọn họ phát động ra công kích toàn bộ rơi vào trên hải thần tam xoa kích nhưng chỉ làm tốc độ của tam xoa kích hơi chậm lại mà thôi nhưng lại dẫn phát kim quang trên hải thần tam xoa kích càng thêm mãnh liệt chính thức ngăn cản được hải thần tam xoa kích vẫn là bì bì đông lưỡi hái to lớn đen kịt ngạnh kháng ngăn cản hải thần tam xoa kích bì bì đông với 99 cấp hồn lực toàn bộ bộc phát ra, nhưng cho dù như vậy thì thân thể của nàng cũng bị chấn bay về phía sau. Trên hài thần tam xoa kích thêm vào chính là khả năng phá ma, phá tà, phá diệt, tam đại hiệu quả không ngừng chấn nhiếp thân thể nàng. Song trường của nàng lúc này biến thành hai thanh lưỡi hái lớn, xuất hiện từng vết rách lan tràn rất nhanh. Chính vào lúc này mới có thể biểu hiện ra thực lực chân chính của Bỉ Bỉ đông, nàng đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng lục can chu mâu mạnh mẽ cắm sâu vào mặt đất. Song trưởng đột nhiên rung lên hai thanh cự liêm đồng thời nổ mạnh tiếng nổ mãnh liệt phát ra rốt cuộc đã chặn được hải thần tam xoa kích đánh tới cùng lúc đó mạng nhện trên trán nàng lại sáng lên một tia sáng màu tím cùng màu xanh biếc khí lưu hỗn hợp rất nhanh lưu truyền trên thân thể nàng gương mặt của bì bì đông toát ra một tia thống khổ nhưng điều ngược lại chính là lực lượng của nàng trượt tăng mạnh trong giây lát thân thể một lần nữa biến đổi hai cánh tay hóa thành song trưởng nắm lấy hải thần tam xoa kích tam xoa kích nhất thời bay lên một tầng khí lưu hỗn hợp từ sắc cùng lam sắc không ngừng lan tràn trên tam xoa kích làm cho quang mang kim sắc trên tam xoa kích cảm đạm đi rất nhiều công kích duy trì đến lúc này đường tam cũng đã gần kiệt lực hít sâu một hơi hai tay vung ra khống hà cầm long phát động hải thần tam xoa kích đối với hắn mà nói bất quá chỉ có hơn trăm cân mà thôi dưới hồn lực kéo lại hướng về phía đường tam quay lại rất nhanh mới vừa rồi một kích này đường tam có thể nói là đã dốc hết toàn lực dù sao hiện tại hồn lực của hắn mới chỉ 85 cấp, có thể một kích đẩy lui ngũ đại cường giả, công lao chính là của hải thần tam xoa kích. Nhưng là, lúc này cùng theo hải thần tam xoa kích trở về còn có cả vẻ mặt đầy nanh ác của bì bì đông. Ngay lúc này, hai đại lĩnh vực của đường tam cùng bì bì đông đều đã biến mất, khi xảy ra va chạm đường tam không cách nào duy trì lĩnh vực của mình, mà bì bì đông với tử vong lĩnh vực lại bị hải thần tam xoa kích thêm vào tam đại đặc tính trực tiếp đánh nát. Nàng không cần điều chỉnh sao? Đường Tam trong lòng thất kinh, mắt thấy bì bì đông lao theo hải thần tam xoa kích đánh tới tay trái hắn thu về tay phải đẩy ra giữa không trung hải thần tam xoa kích đột nhiên xoay ngang đánh thẳng về phía bì bì đông đường tam nếu có thể sử dụng hạo thiên truy thi triển ra hạo thiên phi truy tự nhiên cũng có thể dùng chiêu này với hải thần tam xoa kích bất thình linh xảy ra biến hóa làm bì bì đông là một cường giả cũng phản ứng không kịp nàng vốn đã muốn bắt được thần khí hải thần tam xoa kích này cho nên đuổi theo quá gần lúc này hải thần tam xoa kích đột nhiên nhắm tới thân thể nàng trong lúc nhất thời nàng cũng chỉ kịp dùng hai tay che ở trước người phanh một tiếng thân thể của bì bì đông giống như viên đạn bắn thẳng ra ngoài hải thần tam xoa kích một lần nữa ra tốc trở lại trong tay đường tam đường tam biết lần này cũng không thể làm cho bì bì đông bị thương hồn lực của bì bì đông quá cường đại khi tam xoa kích quất chúng thân thể nàng nàng chỉ là thuận thế tá lực nhìn qua bị oanh kích vô cùng xa nhưng lúc này hải thần tam xoa kích đã không còn tam đại đặc tính trở nên đen kịt chỉ dựa vào sức nặng còn không đủ để làm cho vị giáo hoàng đại nhân này chính thức thương tổn tay cầm hải thần tam xoa kích đường tam không có chút do dự nào đột nhiên thu liễm hơi thở của mình sử dụng thuấn di si di chuyển về phía sau trăm thước đồng thời hãn hải hộ thân cháo thi triển ra bao phủ thân thể tiến vào trong trạng thái ẩn thân rồi nhanh chóng hướng về một phía bay đi lấy thực lực của bì bì đông cùng lĩnh vực cường hãn tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội dùng xâm la vạn tượng ẩn thân. Nếu như có thể tái thì triển ra làm ngân lĩnh vực cũng không thể nào chống lại lực ăn mòn của tử vong lĩnh vực. Lúc này không đi, chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Đường tam thông minh đến mức nào, hắn khi bỏ chạy cũng không có hướng về xa xa mà chạy, mà là rẽ sang một bên. Vừa lúc tránh thoát được bốn gã phong hào đấu la truy kích phát ra công kích từ xa, sau đó mới rất nhanh chạy xa. Bỉ bỉ đông thật sự muốn nổi điên, mười vạn năm hồn hoàn cứ như vậy bị đối thủ cứu đi nàng sao có thể cam tâm làm ngân lĩnh vực của đường tam làm cho nàng cảm thấy quen thuộc mà xa lạ cảm giác dường như là tên tiểu tử kia nhưng sau mấy năm làm sao hắn có thể trở nên cường đại như thế mặc dù còn không đủ để chống đỡ với mình nhưng hắn về phương diện lĩnh vực cùng tinh thần lực đều không yếu hơn so với mình nếu như có kém cũng chỉ là hồn lực mà thôi lấy lực một người trêu chọc sáu gã phong hào đấu la vẫn trong nháy mắt giết một người trong toàn bộ lục địa cũng không tìm được mấy cường giả như vậy hơn nữa còn bị hắn cướp đi hai cái mười vạn năm hồn hoàn a à. quan hệ đến chuyện bỉ bỉ đông đệ nhị võ hồn cuối cùng đạt được hai cái mười vạn năm hồn hoàn trong phẫn nộ bỉ bỉ đông ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to hoa văn hình mạng nhện trên trán kia trong nháy mắt bùng nổ lục quang trói mắt bắn mạnh ra mạng nhện biến ảo thành con mắt màu xanh biếc một đạo quang mang màu lục sẫm từ đó phun ra bay nhanh hướng về phía trước đảo qua bỉ bỉ đông quyết tâm dùng toàn bộ tinh thần lực tập trung tìm kiếm trong phút chốc hệ địa phương nào bị lục quang đảo qua đều bịt kín một tầng ánh sáng màu xanh biếc mà đường tam lúc này ẩn thân tại trong hãn hải hộ thân cháo thân hình cứ như vậy hiện ra một bóng dáng lục sắc nhàn nhạt, nhạt tinh thần miễn dịch đầu cốt hồn kỹ của bì bì đông thế giới chân thật đã phát động cái đồ hồn cốt kỹ năng này bì bì đông tuyệt sẽ không khinh suất mà dùng bởi vì dùng nó phải tiêu hao tinh thần lực cực kỳ khổng lồ cần phải trực tiếp tiêu hao đi một phần ba tinh thần lực của bì bì đông mới có thể thi triển lúc trước tinh thần lực của nàng vẫn tập trung vào hai đại thần thú sao có thể tùy tiện sử dụng lúc này nàng đã chẳng quan tâm tới điều này nếu để cho đường tam chạy thoát vậy hai đại thần thú chỉ sợ cũng không có cơ hội bắt trở lại cho nên nàng bất kể tiêu hao thi triển ra hồn cốt kỹ năng cường đại này tinh thần miễn dịch đầu hồn cốt kỹ năng thế giới chân thật hiệu quả miễn dịch ảo giác mị hoặc nhìn thẳng chân thật bất cứ kỹ năng mê huyễn gì dưới sự chiếu rọi đều bị mất đi hiệu lực có chút cùng loại với từ cực ma đồng của đường tam nhưng không có hiệu quả công kích như từ cực ma đồng thân thể bị quang mang màu lục sẫm quét chúng trong nháy mắt đường tam đã ý thức được rằng không ổn hắn phát hiện bỉ bỉ đông phát động tinh thần lực chính mình lại không cách nào chặt đứt quang mang màu xanh biếc mặc dù không có bất cứ lực công kích gì nhưng giống như giỏi trên xương mục gắt gao quấn quanh ở trên thân thể mình thân hình đường tam rõ ràng hiện ra bỉ bỉ đông dẫn đầu sông lên mang theo bốn gã phong hào đấu la rất nhanh lao tới phía sau lưng nàng lục phiến bàng bạc như cánh ve màu tím phá lưng mà ra nhất thời làm tốc độ của nàng đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng đây chính là tác dụng khác từ hồn cốt sau lưng của bì bì đông hơn nữa cũng giống như bát chu mâu của đường tam đều là ngoại phụ hồn cốt tên là lục xí tử quang dực lấy từ một con hồn thú tên là tử dực chu hoàng thêm vào kỹ năng phi hành có thể tiến hóa vì bắt lấy đường tam luôn luôn giỏi về thực lực tự ẩn thân cho nên bì bì đông xuất ra liên tiếp hai đại hồn cốt kỹ năng có thể thấy được nàng lúc này đối đường tam thống hận đã đạt tới trình độ như thế nào cùng lúc đó thân thể của bì bì đông tại không trung đã biến thành một mảnh màu lục sẫm toàn thân bộc phát màu xanh biếc quang vụ đệ thất hồn kỹ phệ hồn chu hoàng chân thân đã thi triển ra đây chính là mười vạn năm hồn hoàn tạo ra võ hồn chân thân hai cái lưỡi hái hình cự nhận vốn đã nghiền nát lần nữa xuất hiện quang mang màu lục sẫm đại phóng mang theo hư ảnh trong phút chốc phóng tới sau lưng đường tam bỉ bỉ đông đã hận đường tam cực kỳ mặc dù nàng hiện tại không thể giết hắn muốn từ trên người hắn biết được hai đại thần thú đang ở nơi nào nhưng nàng cũng phải gây thương nặng đối thủ trước phát ra ác khí rồi hãy nói bỉ bỉ đông tốc độ quả thật rất nhanh hơn nữa trong khi nàng đuổi theo đồng thời nàng một lần nữa xuất ra tử vong lĩnh vực trong nháy mắt đã đem đường tam bao phủ ở bên trong độc vật kinh khủng hiệu quả suy yếu cường lực toàn bộ gia tăng trên người đường tam đây chính là sự chênh lệch về thực lực đường tam liên tiếp sử dụng năng lực ẩn thân cường đại nhưng cuối cùng Bì Bỉ Đông bằng vào thực lực cường đại của mình một lần nữa phá tan hai lưỡi hái tạo nên hai đạo quang mang màu xanh biếc nhắm thẳng hai vai Đường Tam bổ tới rất rõ ràng nàng muốn trước tiên phế đi xong trường của Đường Tam rồi mới nói ngay tại lúc này Hải Thần Tam xoa kích trong tay Đường Tam lại một lần lóe sáng hiệu quả kỹ năng thế giới chân thật của Bì Bỉ Đông phát động thật sự quá đột ngột làm Đường Tam vốn đang tuyệt đối tin tưởng chạy thoát cũng phải cực kỳ hoảng sợ. Đường Tam đúng là bởi vì không quen thuộc các loại kỹ năng bỉ bỉ đông có được, lúc này ưu thế mới, trong nháy mắt quay về tình thế xấu, hơn nữa còn là tình thế nguy hiểm chí mạng. Ngay tại lúc này, hiệu quả tố chất chiến đấu của đường Tam ở trên hải thần đảo nhiều năm khổ tu đã bày ra. Bỉ bỉ đông không thể nghi ngờ chính là người nhanh nhất sông tới, giống như lưu tinh cản nguyệt mà vọt tới, mà mấy tên phong hào đấu la khác còn ở phía sau, nhưng bọn hắn tốc độ cũng phi thường nhanh, chỉ cần đường Tam cùng bỉ bỉ đông va chạm một lần, bọn họ có thể sông tới nơi rồi. Đường Tam rất rõ ràng, cơ hội chạy trốn của mình chỉ có trong sát na, mà thôi, một khi bốn gã phong hào đấu la đuổi tới, một khi bị năm người vây công, sợ rằng chỉ khi có lại thực lực cầm trong tay thần khí mới có khả năng thoát ly. Bởi vậy, đường Tam không chút do dự lần thứ ba đem hải thần ánh sáng rót vào bên trong hải thần Tam xoa kích, màu hoàng kim một lần nữa phủ lên. Thần khí này chính là ưu thế duy nhất của hắn khi đối mặt với bì bì đông, hắn không huy động tam xoa kích nghênh đón công kích của bì bì đông, ngược lại đem tam xoa kích trực tiếp cắm trên mặt đất đồng thời cước đạp quỷ ảnh mê tung thân thể vừa chuyển liền đem tam xoa kích dựa vào sau lưng nếu như bỉ bỉ đông cố ý muốn phế đi song trưởng của đường tam như vậy thân thể của hắn tất nhiên sẽ bị ép vào hải thần tam xoa kích về phần sẽ có hậu quả gì bỉ bỉ đông cũng không biết nàng cũng tuyệt đối không muốn biết hình thoi kim sắc bảo thạch từ trên hải thần tam xoa kích lóe sáng kim quang mãnh liệt trong chốc lát đã đem bỉ bỉ đông cùng tử vong lĩnh vực ngăn cách với thân thể đường tam ngay khi đường tam cầm lấy hải thần tam xoa kích chuẩn bị thi triển thuấn gian chuyển di kỹ năng lần nữa bỏ chạy đột nhiên hắn phát hiện thân thể của chính mình không thể di động không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào không có bất cứ điều gì bất thường nhất thời làm đường tam kinh hãi chính là làm cho hắn không cách nào di động không phải là do bì bì đông mà chính là hải thần tam xoa kích kim quang đang sáng ngời biến hóa này hoàn toàn vượt qua tính toán của đường tam một lần nữa cảm giác giống như trước đây ở tinh đấu đại xâm lâm hắn mang theo tiểu vũ chạy trốn thì đột nhiên bị một con nhân diện ma chu tấn công kết quả làm cho chính mình cùng tiểu vũ thần hãm tuyệt địa chẳng lẽ tinh đấu đại xâm lâm này chính là một nơi đại hung đối với mình hay sao không đợi cho đường tam suy nghĩ nhiều ngay lúc này biến hóa kỳ dị đột nhiên xuất hiện đường tam vốn là muốn mượn hải thần tam xoa kích toàn lực phóng thích phá tả ánh sáng tạm thời ngăn cản bì bỉ đông sau đó chính mình sử dụng thuấn gian chuyển di trước rồi sử dụng tử cực ma đồng tấn công vào tinh thần của nàng để nàng không thể sử dụng kỹ năng của đồ hồn cốt nữa bằng vào thuấn gian chuyển di mở ra khoảng cách sau đó lần nữa sử dụng hãn hải hộ thân cháo ẩn thân như vậy là có thể thuận lợi chạy trốn nhưng lúc này hải thần tam xoa kích tỏa ra quang mang kim sắc từ hải thần chi tâm chính là viên bảo thạch hình thoi bao phủ lấy đường tam quang mang càng thêm mãnh liệt ngoài dự liệu của đường tam quang mang không những bảo vệ thân thể đường tam bên trong mà còn mãnh liệt ngạnh kháng công kích của bỉ bỉ đông một tiếng nổ mạnh vang lên chấn lui hai người ra xa sau khi va chạm con mắt thứ ba trên trán bì bì đông một lần nữa hóa thành hoa văn mạng nhện huyễn hóa ra một tầng quang thuẫn màu xanh biếc mới miễn cưỡng ngăn cản được hải thần chi quang cực kỳ mãnh liệt nhưng quang thuẫn màu xanh biếc cũng tan rã rất nhanh mặt khác bốn gã phong hào đấu la đuổi theo cũng đều bị kim quang trói mắt trên hải thần tam xoa kích dọa ngây người một chút cốc bộ cũng không tự chủ mà dừng lại thân thể của đường tam lúc này hoàn toàn biến thành kim sắc kim sắc quang mang giống như hỏa diễm từ trên người hán phóng thẳng lên cao Phía sau lưng hắn một cái quang ảnh hư ảo thật lớn màu vàng chậm rãi hiện ra, lớn độ gấp ba lần thân thể Đường Tam mờ mờ ảo ảo. Hư ảnh dường như là một người mặc kim sắc áo giáp tràn ngập kim sắc chi khí, toàn bộ khải giáp bao phủ trên thân người này có thể thấy tương đối rõ ràng, chỉ riêng phần mặt là hư hư ảo ảo. Đây là, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trong lòng trầm xuống, một cỗ áp lực cường đại không có lý do xuất hiện trong trái tim nàng. Lúc này, nàng chẳng còn quan tâm đến chuyện hai đại thần thú nữa. Trên thân thể Đường Tam đột nhiên xuất hiện một người khác mang đến cho nàng nguy cơ, lần đầu tiên làm nàng cảm giác được có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Đường Tam mặc dù toàn thân đều không thể động, nhưng tinh thần lực của hắn lại không có bị hạn chế, thông qua tinh thần lực cảm ứng, hắn cũng thấy được kỳ cảnh của chính mình lúc này, tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, lần trước xuất hiện trong khoảnh khắc khi hắn rút ra Hải Thần Tam xoa kích. Chẳng qua lần này, kim sắc hư ảnh xuất hiện càng thêm rõ ràng. Ngay tại lúc này, kim sắc hư ảnh sau lưng đường tam đột nhiên tiến về phía trước một bước xuyên thấu qua thân thể đường tam chắn tại trước mặt hắn tay phải di chuyển nhẹ hoàng kim tam xoa kích xuất hiện trong lòng bàn tay hắn bàn tay nhoáng lên trên tam xoa kích nhất thời bị kim sắc quang diễm phủ lên làm cho nó lập tức tăng lớn gấp ba cùng với kim sắc hư ảnh hoàn toàn khế hợp một thanh âm hùng hậu cứng rắn vang lên trong đầu đường tam ta tung hoành đấu la thế giới hơn ngàn năm cuối cùng đạt được hải thần vị tự nghĩ ra hoàng kim thập tam kích quét ngang bốn biển vô địch hiện tại truyền cho người ba kích đầu tiên ta chỉ dùng một lần thức thứ nhất vô định phong ba thanh âm vẫn quanh quẩn trong đầu đường tam kim sắc hư ảnh đã lần nữa tiến lên trước một bước một bước này bước ra làm cho chung quanh hết thảy nhất thời đều biến thành kim sắc sáng lạn cho dù là thực vật cũng đều như là hoàng kim tạo ra đó là kim sắc quang vụ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người